một phường hơn 8.357 dân do có F0 trong cộng đồng. Một phường có 4.008 hộ dân với 8.357 người ở thành phố Cần Thơ bị phong tỏa từ 17 giờ ngày 23 tháng 8. Đến khi có thông báo mới, trả lời Việt Nam Net chiều nay ngày 23 tháng 8, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định phong tỏa toàn bộ phương Trà Nóc để ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng liên quan ca nhiễm COVID-19. Phường Trà Nóc có tám hộ dân với 8357 nhân khẩu bị phong tỏa từ 17 giờ, từ ngày 23 tháng 8 đến khi có thông báo mới. Việc phong tỏa này không bao gồm: Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Tổng công ty Phát điện 2, Điện lực Bình Thủy, đội cao thế điện lực thành phố Cần Thơ, trụ sở các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn phường. Những cơ quan, đơn vị này được phép hoạt động theo chỉ thị số 10 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Chúng ta thấy phường Trà Nóc đang nằm trong nguy cơ cao nguồn lây nhiều nên quận quyết định phong tỏa để ngăn chặn dịch Covid-19. Ông Bình nói, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, trong thời gian phong tỏa, tất cả người dân đang sinh sống trên địa bàn phường Trà Nóc không được ra khỏi khu vực phong tỏa trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đến trưa nay, phường Trà Nóc ghi nhận thêm 11 ca F không qua tầm soát trong cộng đồng. Tính đến chiều ngày 22 tháng 8, thành phố Cần Thơ đã có 3.770 ca F0, 2.030 người được điều trị khỏi,